Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có rất nhiều vấn đề bàn với nhau. Trước hết là chúng tôi cảm ơn cô Phương đã gửi cho một tác phẩm gọi là Scare, tác giả là Dave Rover. Dave Rover này là một người rất đặc biệt, đã từng chiến đấu ở cuộc chiến Việt Nam, là một nhà truyền giáo nổi tiếng. Ông cũng là một trong những người mà được cả nước Mỹ này mời để mà diễn thuyết về cái quá trình sinh sống của ông trong cuộc chiến Việt Nam. Và cái tâm trạng tuyệt vời của ông là ông rất thương yêu dân tộc Việt Nam, ông rất thương yêu cái đất nước Việt Nam, có thể nói rằng đấy là quê hương thứ hai của ông. Và ông đã bị mất một phần thân thể ở chiến tranh ở Việt Nam, và ông rất hãnh diện là một người ai cũng để là một nhân chứng cho cái cuộc chiến tuyệt vời ở chiến tranh Việt Nam mà mọi người phản chiến, như là Jane Fonda, như là Tom Hayden, như là John Kerry, như là Joe Biden, Jerry Brown, là những cái tên gọi là những tên cả chết. Nó chống cái chiến tranh Việt Nam là nó chống dân tộc Mỹ, bởi vì 58.000 thanh niên Việt Nam đã phải bỏ mình ở chiến tranh Việt Nam để bảo vệ có một chữ tự do, freedom. Và những cái tên phản chiến ăn rồi chơi bời tội lỗi lêu lổng như John Kerry, như là Joe Biden, nó chống cái cuộc chiến đó. Và nhờ cái cuộc chiến thần thánh đó mà thanh niên của Hoa Kỳ họ đã học được hai chữ hy sinh và lý tưởng cao cả của đất nước. Trong đó tác giả Dave Rover, ông là một trong những người được ca tụng nhiều nhất trong tác phẩm này. Chúng tôi sẽ đọc và chúng tôi sẽ tóm tắt trong những lần tới. Rồi chúng tôi lại nhận được một xin lỗi quý vị, một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, ông tốt nghiệp trường Thủ Đức. Ông là một người ra đi năm 75 và ông đến Mỹ ông học hành tiếp tục ra những kỹ sư, làm những công việc rất tốt đẹp, tạo ra thành công về vấn đề vật chất cho gia đình. Ông là một người có lý tưởng. Ông gửi cho chúng tôi khoảng 14 quyển sách, trong đó toàn nói về vấn đề lý tưởng, toàn nói về vấn đề tôn giáo, toàn nói về vấn đề văn hóa Việt Nam. Đặc biệt trong đó có cuốn sách nói về Eat in Việt Nam, nói về những cái món ăn đặc biệt của đất nước Việt Nam, đặc thù của người dân Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt ông không cho biết tên, đấy là một cái điểm rất dễ thương. Ông cho số điện thoại và cái số vùng là 407. Chúng tôi sẽ tìm ra và sẽ liên lạc với ông, và tôi sẽ báo cáo với quý vị, tường trình với quý vị trong những ngày sắp đến. Rồi chúng ta lại có một tác phẩm nữa gọi là Việt Nam Bombardo của nữ sĩ Thu Hồng. Hồng Thu, xin lỗi, tôi đọc ngược. Là một tác phẩm rất tuyệt vời, đang bán rất chạy trên Amazon. Nếu chúng ta là những người Việt Nam yêu nước, yêu dân tộc, yêu văn hóa Việt Nam, chúng ta nên tìm đọc tác phẩm Việt Nam Barbados của nữ sĩ Hồng Thu. Rồi chúng tôi lại mới được cô Bích Vân gửi cho một bản tin rất hay. Đó là bản tin của tờ Hiệp Thông nói về trên thế giới này đạo Công giáo hơn 1 tỷ người, thì chúng ta thấy rất nhiều vấn đề gọi là trầu mình thánh. Vào những ngày lễ lớn, vào những ngày chủ nhật, vào những cái ngày tuần cửu nhật vân vân, nhưng chưa có một cái buổi trầu mình thánh nào mà kéo dài đến 141 năm. Theo như bản tin của chúng tôi đang cầm trong tay thì nói rằng là sau cái phép lạ tại Wisconsin thì cái nữ dòng tu Francisco đã lập nên sau đó 7 năm, và các chị em trong dòng đã liên tục có những cuộc trầu mình Thánh Chúa 24 trên 24, 7 ngày trong 1 tuần và suốt 141 năm qua. Đó là câu chuyện của cộng đoàn các nữ tu dòng Francisco tại thành phố La Crosse, Wisconsin, được hình thành 7 năm sau một cuộc trận cháy kinh hoàng. Phải nói là một trận cháy khủng khiếp nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, mà trong đó đã giết hại đến 2.500 người và thiêu rụi hết hơn 1 triệu mẫu rừng và thành phố. Nhưng mà cho một cái đặc biệt nhất, mà cái lý do tại sao cái trận cháy này là vì ngày đó họ chưa có văn minh như bây giờ, chưa có những cái đài khí tượng, chưa có những cái cuộc tiên đoán thời tiết, cho nên những cái trận cuồng phong đang đổ ập tới họ không hay.
họ vẫn đốt rừng để họ xây đường Hỏa Xa. Đó là vào năm 1871. Không ngờ đến lúc họ đốt rừng để mà xây đường Hỏa Xa thì lại bị một cơn lốc khủng khiếp ập tới và làm cho ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi trên 1 triệu mẫu và làm chết trên 2.500 người như chúng tôi vừa thưa. Nhưng có một cái lạ, phải nói là phép lạ, là trong cái khu cháy toàn diện đó thì lại có một ngôi thánh đường. Ngôi thánh đường đó là của nữ tu dòng Francisco, mà nữ tu nó có cái tên là Adelaide Bright. Sơ Adelaide Bright đã xây lên ngôi thánh đường nhà nguyện của nhà dòng vào năm 1865. Thì đến cái trận cháy năm 1871 là ngôi thánh đường này đã được 6-7 tuổi, cháy hết 1 triệu mẫu đất, nhưng mà ngôi thánh đường ở giữa thì lại không sao. Và tất cả những cái con chiên mà trú ở trong nhà Chúa đó cũng không sao. Lắm người thậm chí còn kéo cả những súc vật vào trong đấy mà trú ẩn ngọn lửa, đều được an toàn. Tại sao? Là vì trong cái cuộc cháy đó kéo dài mấy ngày đó thì nữ tu Adelaide bà đã cầm tượng hình Đức Mẹ ban phép lành đưa lên và mọi người đều đọc kinh Mân Côi và xin Đức Mẹ che chở và bảo vệ cho con cái của mẹ trong ngôi thánh đường. Tất cả một sự kiện đó đã được minh chứng. Bởi vậy cho nên đến năm 2009, giáo phận của vùng Green Bay đã mở cuộc điều tra chính thức vào ngày 8 tháng 12 năm 2010, đã kết thúc vào cái ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, được sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Đức Giám mục David Ricken, ngài đã tuyên bố nhìn nhận sự can thiệp của Đức Mẹ tại Peshtigo và Sơ Adelaide là nhân chứng đáng tin cậy. Tức là hàng trăm năm sau, Tòa Thánh mới công nhận cái phép lạ của Đức Mẹ đã ban cho cái họ đạo ở Peshtigo này trong một cái cơn hỏa hoạn kinh khủng. Và kết quả đến bây giờ vẫn còn cuộc trầu mình thánh ngày đêm liên tục của dòng nữ Francisco. Thế thì quý vị thấy đạo Công giáo là một cái đạo có phép lạ là như thế. Quý vị không nghe một tôn giáo nào khác có phép lạ như là Thiên Chúa giáo, Đức Mẹ ban phép lạ, Chúa làm phép lạ, các thánh tử vi đạo làm phép lạ, rồi các thánh nam nữ đều có làm phép lạ. Và chỉ có những người làm phép lạ mà được minh chứng, kiểm chứng mới được phong chân phước, rồi qua những cái phép lạ đó lại được phong làm thánh cả. Đấy là một trong những cái sự kiện mà đạo Công giáo khác hẳn những cái tôn giáo khác là chỗ đó. Bởi vì sao? Cô Bích Vân còn đưa chúng tôi một cái câu gọi là mệnh lệnh Fatima. Cô viết vào giấy, cô nói rằng là trái tim mẹ sẽ thắng, thắng thế gian, thắng Satan, mẹ sẽ thống trị loài người. Cho nên đấy là một cái điều rất tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn cô Bích Vân và ca ngợi Thiên Chúa có những phép lạ cứu chúng con. Rồi hôm nay là ngày lễ Memorial Day thì quý vị biết là ngày lễ chiến sĩ trận vong. Ở Hoa Kỳ chúng ta phải công nhận rằng một quốc gia rất nhân bản, mang ơn, ghi ơn và vinh danh những người đã nằm xuống cho Tổ quốc Hoa Kỳ, để cho người dân Hoa Kỳ có một đời sống tuyệt vời hôm nay. Cho nên mỗi năm chúng ta có ngày lễ cựu chiến binh, rồi chúng ta lại có ngày lễ chiến sĩ trận vong. Cựu chiến binh để vinh danh những người lính đã hy sinh xương máu, mang thương tích trở về, hoặc là đã hy sinh xương máu trong những thời gian phục vụ đất nước. Rồi Memorial Day là ngày chiến sĩ trận vong để nhớ lại những người đã nằm xuống vì quê hương, vì dân tộc. Cho nên quý vị vào ngày lễ là như thế này, toàn quốc Hoa Kỳ được nghỉ. Thì chắc quý vị cũng muốn thắc mắc là lễ này có từ bao giờ. Mà trước khi tôi nói đến cái lễ này thì tôi muốn nói với quý vị một câu: da vàng không bao giờ bằng da trắng. Tôi nói lại một lần nữa để quý vị đừng có mặc cảm.
Và quý vị nên hãnh diện chúng ta được sống ở trong một cái đất nước da trắng như Hoa Kỳ. Nhân bản, tuyệt vời. Tại sao vậy? Vì nước Hoa Kỳ này cũng có Nam Bắc phân tranh, cũng có trận chiến giống như là nổi da sáo thịt. Miền Bắc vào năm 1861 thì họ chủ trương buôn bán, họ không cần nô lệ. Nhưng miền Nam vào năm 1861 họ có những cái đồn điền Bông Gòn, họ có những đồn điền thuốc lá, họ có những đồn điền lúa mì, họ có những đồn điền về nông phẩm. Bởi vậy cho nên miền Nam họ cần rất nhiều nhân lực. Ngày đó chưa có cơ khí, vào những thế kỷ thứ 15, 16, 17 vẫn còn dùng sức người để mà thay cho máy móc. Vì vậy cho nên các tiểu bang miền Nam họ cần rất nhiều người, manpower. Thì ngày đó có những cái tay buôn người từ bên Ai Cập, có những tay buôn người từ bên Châu Phi qua Hoa Kỳ để họ bán nô lệ. Bán những cái người nghèo ở những các quốc gia khổ sở Châu Phi để làm nô lệ cho các chủ nhân ông. Giống như vì cái Việt Nam bây giờ khổ sở nghèo bị bán đi làm nô lệ để lấy chồng Tàu, lấy chồng Đại Hàn, lấy chồng Nam Hàn v.v. Đây là một cách khổ sở nô lệ. Mà chỉ có khác một cái là đi làm đàn bà thì chỉ có bán của trời cho để mà nuôi thân. Còn con trai thì đi làm nô lệ cho nước Nhật, đi làm nô lệ cho nước Mã Lai, đi làm nô lệ cho các quốc gia liên bang của Việt Nam. Đấy là một cách khổ sở, một cách khổ nạn mà người cầm quyền đã đẩy dân chúng vào những cái hố sâu của vực thẳm. Vì thế chúng ta cần phải thay đổi. Thế thì trở lại vấn đề của cái trận chiến Nam Bắc phân tranh từ năm 1861 đến năm 1865 xảy ra vào cái thời Tổng thống Abraham Lincoln. Quân đội miền Bắc là do ông tướng Grant, Tổng tư lệnh. Quân đội miền Nam do ông tướng Lee. Mà có một cái hay của người da trắng, đánh nhau chí chóe chết tùm lum. Nhưng mà đến lúc mà hết chiến tranh thì người da trắng chử xử anh em như là đồng loại. Thứ nhất, khi mà ông tướng Lee đầu hàng, không cần phải một cách sợ sệt hay là quỳ hay là bắt hay là khóa tay hay là xích, vẫn được ông tướng Grant mời đến nói chuyện ngang hàng hai ông tổng tư lệnh. Binh lính của miền Nam vẫn được tự do cho ra về làm ăn và có quyền đem theo cả vũ khí. Đồng thời, chính phủ liên bang cấp những ngân khoản để cho họ trở về đời sống bình thường. Không phải như là những nước cộng sản, khi mà gọi là bên thắng cuộc họ đã vào rồi, họ mới đem nhốt hết quân lính miền Nam ra ngoài Bắc. Họ cho xuống những cái tàu chở bò, chở lợn, chở heo đi ra ngoài Bắc, tống lên trên biên giới, ở trong những khổ sở, để xa nhà vợ con ở nhà chúng hiếp. Có người đàn bà nào mà ở với cộng sản không bị hiếp đâu. Vì nếu không cho chúng hiếp thì chúng sẽ tống đi kinh tế mới. Mà càng đẹp thì chúng càng hiếp dữ. Không phải một thằng hiếp mà cả lũ hiếp. Giống như Hồ Chí Minh nó hiếp Đồng Thị Xuân, xong rồi Trần Hoàn hiếp Đồng Thị Xuân. Chuyện còn đó, có người đàn bà nó ở với cộng sản mà lọt khỏi cái cặp mắt cú vọ kaki vàng của cái loại bò vàng đâu. Chúng nó là những loài súc sanh, chúng nó vừa cần xác thịt và chúng vừa cần tiền. Cho nên không thể nói mạnh là bảo rằng nó ở với cộng sản, nhưng mà cộng sản đâu có sờ đến lông chân, đúng, lông chân nó sờ làm gì? Nó hiếp ngày hiếp đêm đẻ ra một lũ quỷ. Rất nhiều người đàn bà đã phải phá thai sau 75, khổ sở vô cùng. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.